Nội không chỉ nổi tiếng với bún chả, với phở, bánh cuốn, kem Tràng Tiền, mà còn nổi tiếng cả với cơm rang dưa bò. Đây là món ăn mang đậm phong vị ẩm thực Hà Thành. Số tiếp theo của Hành Trình Hương Vị phát sóng lúc 19h40 Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng Á Hậu Ngọc Thảo vào bếp khám phá món cơm rang dưa bò này nhé!